mùa xuân đến rồi. 12 seconds later. Ôi giời, lạnh quá. Chào các bạn, chào các bạn. Mình tên là Sasha và trong video ngày hôm nay mình muốn trao đổi một câu hỏi mà rất nhiều người Việt Nam hỏi mình là tại sao Sasha biết tiếng Việt? Trước khi mình đã rất muốn học tiếng Trung và đã chọn Vladivostok chính là để học tiếng Trung ở đây. Sự lựa chọn của mình học tiếng Việt đã thay đổi cả cuộc sống của mình luôn. Và bây giờ mình muốn bắt đầu về một chuyến đi rất là quan trọng. Lúc khi mình 12 tuổi, mình và mẹ của mình đã quyết định sang Việt Nam để đi du lịch ở đây. Và mình đã sang Hà Nội và mình cũng đã sang Nha Trang. Mình đã rất thích ở Việt Nam và Việt Nam đã luôn ở trái tim của mình. Và mình đã nhớ những lúc, những câu chuyện về Dùa Vàng, Lạc Long Quan. Bởi vì mình đã đi tour rất là nhiều, đi xem những di tích lịch sử và đi chơi rất là nhiều. Và sau đó mình đã kết thúc học ở cấp 3 và phải quyết định mình sẽ làm gì trong cuộc đời này. Và mình đã sang Vladivostok và mình sang Vladivostok từ vùng rất là xa. Ví dụ đây là Vladivostok và quê của mình là tên là Anapa, nó rất là gần Biển Đen, rất là gần châu Âu. Nhưng Vladivostok thì rất là gần Nhật Bản, rất là xa luôn. Cách Vladivostok đến Anapa chắc là hơn 12.000 km. Có thể như vậy, mình không chắc. Đã sang từ vùng rất là xa bởi vì mình thấy trường dạy những ngôn ngữ của châu Á ở đây thì rất là tốt. Và chất lượng giáo dục ở đây rất là cao. Và mình đã có một cơ hội đi học miễn phí ở đây bởi vì mình đã đi thi rất là tốt. Ngày đầu tiên mình đã sang trường đại học của mình, đã gặp một người giáo sư rất là hay, rất là tử tế, và đã cho sinh viên xem giáo sư hiểu Việt Nam như thế nào. Bởi vì giáo sư của mình là một người rất mê văn hóa Việt Nam và đã bảo rằng, ôi, Sasha không nên chọn tiếng Trung, Sasha đi học tiếng Việt đi. Và mình đã suy nghĩ rất là nhiều và mình đã hiểu biết rằng mình đã sang Trung Quốc rồi, mình đã sang Việt Nam rồi. Chắc là mình tò mò về Việt Nam nhiều hơn, thích hơn, mình thích hơn văn hóa Việt Nam. Bởi vì mình biết Trung Quốc là như thế nào. Mình đã sống ở biên giới cùng Trung Quốc ở thành phố Blagoveshchensk. Và mình đã sang Trung Quốc rất nhiều lần, quá là nhiều. Đi shopping sang Trung Quốc luôn. Hoặc là đi biển cũng sang Trung Quốc luôn. Và mình đã suy nghĩ rất là nhiều và mình đã chọn học tiếng Việt. Và mình thấy đây là sự lựa chọn rất là đúng đối với mình. Và mình rất là tự hào với sự lựa chọn này. Nhưng khi mình đã làm sinh viên năm thứ nhất, sinh viên năm thứ hai, sinh viên năm thứ ba, mình đã không học rồi đâu. Mình đã không thích học tiếng Việt. Mình đã không thích học phát âm. Bởi vì mình thấy những buổi học phát âm thì chán quá. Mình không thể chịu được. Bởi vì rất là khó luôn. Mình đã không hiểu gì cả. Và mình đã không hiểu những âm sắc trong tiếng Việt khác nhau như thế nào. Mình đã không nghe được. Và sau đó mình đã bắt đầu học đàn guitar để hiểu biết nhiều hơn. Và mình đã học đàn guitar để hiểu biết những âm sắc tiếng Việt khác nhau như thế nào. Và mình đã thấy đây là một việc rất là khó. Đây chính là một khó khăn lớn nhất đối với mình. Vào năm 2022, bên Việt Nam đã đồng ý, đã cho phép mình sang Việt Nam để du học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.
Và mình đã sang sang Việt Nam, sang Hà Nội. Mình đã vừa học ở bên Nga, vừa học ở Việt Nam. Mình đã cảm thấy rất là may mắn, mình đã cảm thấy cực kỳ vui luôn. Vừa sang Việt Nam, mình đã hiểu biết rằng, ôi giời, mình không biết tiếng Việt đâu. Người Grab đã gọi cho mình và bảo rằng, ôi rồi, Sơn đi, mình giao hàng rồi. Mà mình đã không hiểu gì cả. Hồi 4 tuổi, khai năm rưỡi mình đã học tiếng Việt. Mà người Grab đã gọi cho mình và mình đã không hiểu gì cả. Và lúc khi mình đã sang quán cà phê và cố gắng gọi đồ uống bằng tiếng Việt, cũng đã có rất nhiều chuyện rất là buồn cười. Mình đã cố gắng nói chuyện cùng người Việt bằng tiếng Việt thôi, mà người Việt đã trả lời bằng tiếng Anh luôn. Mình đã cảm thấy rất là ngu ngốc. Mình đã kiểu, trời ơi, trước kia mình đã không hiểu các bạn nói gì, nhưng bây giờ các bạn không hiểu mình. Và bây giờ thì mình thấy mình không biết trình độ tiếng Việt của mình như thế nào, và mình vẫn cố gắng có những sở thích học tiếng Việt mỗi ngày. À, mặc dù mình khó lời biết, nên mình sắp có những cuộc thi tốt nghiệp trên đại học và mình phải cố lên cố gắng rất nhiều. Và mình sẽ và năm nay mình sẽ tốt nghiệp trường đại học và mình học ngành Việt Nam học ở trường đại học Liên bang Biển Đông tại thành phố Vladivostok, và mình đang sống trên đảo Ruski. Mình học tiếng Việt trong khô khách 5 năm rồi và mình thấy mình đã có thể cố gắng nhiều hơn. Nhưng bây giờ mình thấy mình có thể nói chuyện cùng các bạn Việt Nam để là một kỹ năng rất là tốt rồi, và mình cũng có thể hiểu các bạn nói gì. Nên lúc khi mình không thể hiểu được những cái video hoặc là mình không thể xem những bộ phim Việt Nam nếu không có phụ đề, lúc khi các bạn Việt Nam bảo rằng mình nói rất là chậm. Và mình cũng nghĩ vậy, bởi vì người Việt Nam nói nhanh thế, lúc khi mình cũng không hiểu gì và mình cũng không hiểu giọng miền Nam. Giọng miền Trung thì mình im thôi, mình không hiểu gì cả, đấy chính là một ngôn ngữ rất là khác. Và khi mình sẽ tốt nghiệp trường đại học, mình sẽ rất là vui bởi vì mình sẽ sang Việt Nam để đi chơi, và bây giờ mình chỉ thấy tương lai của mình có liên quan cùng nước Việt Nam. Mình thấy khi mình ở Việt Nam mình cảm thấy thoải mái hơn, mình cảm thấy cởi mở hơn. Bởi vì mình thấy người Việt Nam rất là thân thiện, người Nga thì có thái độ rất là nghiêm túc hơn. Nhưng người Việt Nam với người khác giống như người bạn, và mình đã rất thích thái độ như vậy. Đấy chính là câu chuyện của Sasha, tại sao Sasha biết tiếng Việt. Cảm ơn các bạn đã xem video này, và các anh nhớ rằng các bạn chính là nguồn cảm hứng của mình để tiếp học tiếng Việt nhiều hơn. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye!